Từ sinh ra tay nghĩa đẻ ra như vậy nè. Đây kêu rồi. Từ từ thôi. Xin chào những người bạn vui vẻ của kênh Độc Lạ Bình Dương. Kính thưa các bạn, Phú đang có mặt ở một khu vực rất gần rừng U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang. Vừa rồi, một người dân sống ở đây gọi về kênh Độc Lạ Bình Dương của Phú cho biết rằng ở đây có một gia đình hết sức kỳ lạ cần được cộng đồng chúng ta quan tâm và chia sẻ. Hôm nay Phú tìm về đây để xem gia đình đó đặc biệt như thế nào. Kính thưa các bạn, trên đường di chuyển đến nhà bác Hai Cốt thì Phú tình cờ gặp chị Hai. Chị Hai, chị đi đâu mà đứng ở đây ạ? Chị đi chơi. Đi chơi hả? Kính thưa các bạn, cũng như những người con khác của bác Hai Cốt thì chị Hai có đặc điểm rất là đặc biệt ở tay và chân. Cho em xin coi cái hai cái tay của đó, các bạn. Cái bàn tay phải của chị Hai thì có ba ngón thôi. Tay trái thì đủ chị ha? Đủ. Dạ, còn bàn chân thì sao chị? Bàn chân 2 ngón. Bàn chân 2 ngón hả? Ừ. Trời ơi, thương chưa các bạn? Chị Hai ơi, ba của chị á là có gì biệt ở tay và chân giống như chị đúng không ạ? Đúng. Ba của chị là sinh ra tất cả là bao nhiêu người con? 9 đứa, có tạc hết 7 đứa rồi. Dạ. Còn con cháu hết 6 đứa nữa. Đời cháu thì 6 người có gì biệt như vậy hả? Dạ. Ừ. Bây giờ là mình sẽ vào căn nhà của bố chị ha. Ừ. Và nhờ chị là giới thiệu từng người mà có gì biệt chúng mình giúp em với ha. Ừ. Rồi bây giờ. Tôi là thứ hai. Dạ. Còn cái thằng kia thứ ba. Anh thứ ba thì có gì biệt không ạ? Cũng có tay chân cũng có luôn. Dạ, là chị thứ tư đây. Dạ, cái tay cái chân chị cũng bị vậy ha. À, cho em xem nữa. Dạ. Đây kêu rồi. Từ từ thôi. À. Chị Tư ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi chị? 46 tuổi. 46 tuổi hả? Ừ. Dạ. Em xin lỗi với chị là có ông xã chưa? Chưa. Chưa hả? Ừ. Vẫn đang kén hả? Đang chờ. Sao anh? Có tặng con huyền gì ai dám thương? Sao anh thương tôi? Nghiêm nợ. Cái thưa các bạn, cái anh mà dễ thương trước mặt các bạn đó là chồng của chị Hai đúng không ạ? Còn riêng chị Tư là chưa tìm được đấng phu quân đúng không? Rồi, còn người thứ năm đâu ạ? Thứ năm rồi. Trời ơi, thương quá chân của chị năm vậy. Tại... Rồi, chị Sáu. Anh Sáu đi thành phố ạ. Anh Sáu. Thành phố rồi. Anh Sáu là làm công việc gì ở thành phố ạ? Đi mặn công ty đó, không biết công ty gì cũng không biết nữa. Dạ. Ai kêu chết vậy? Còn thứ bảy là thứ bảy cái chị qua chưa qua. Kính thưa các bạn, trước mặt các bạn là chị bảy. Cũng như mới lần đầu thì mặc cảm rồi, sau này cái quen rồi. Dạ. Em nghe nói là chị là cưới được cái anh mà đẹp nhất số này hả? Dạ. Không, chị Bảy là nhìn chị nét rất là có duyên ha. Dạ. Mới lần đầu thì người ta đồn vậy sao, cái người ta từ từ cái người ta biết mình, cái người ta nghĩ đồn rồi. Dạ, đồn như thế nào ạ? Đồn nói mình giống bị cùi vậy đó. Dạ. Chị Bảy ơi, cái tay chân như mình như vậy khi mà mình đi chặt mía thì theo chị là nó khó khăn hơn người bình thường không? Nó hơi khó hơn người bình thường. Dạ. Trời. Rất là nhanh lẹ nha các bạn. Đâu đây, chị cho em coi cái tay chị cầm dao coi. Đâu xoay chị xoay giúp em có bàn cái mu bằng chân bằng tay lên coi. Kính thưa các bạn, dù chỉ có 3 ngón tay thôi nhưng mà chị Bảy cầm dao rất là gọn gàng nha các bạn. Còn cái tay mà cầm mía, cho em xem. Dạ. Tay cầm mía cũng thiếu ngón nhưng mà cầm rất chắc chắn. Chị mình đi chặt mía như thế này, tiền công người ta trả như thế nào chị Bảy? Trả ăn tiếng hồ vậy đó. Một tiếng đồng hồ là bao nhiêu tiền ạ? À? Có 20 ngàn à. Trời ơi, 1 tiếng đồng hồ có 20 ngàn hả? Ừ. Bình thường một ngày chị làm mấy tiếng, nhiều nhất mấy tiếng? Có khi 4 tiếng, 5 tiếng không chừng, nắng quá vô. Một tiếng đồng hồ bình quân á chị chặt được bao nhiêu cây như thế này?
không biết nữa. Chặt mình ăn tiếng mà chặt nó từ từ chặt. Nó thiệt là không vậy luôn. À? Ăn tiếng thì từ từ chặt hả? Còn ví dụ như người ta thuê cây thì sao? Người ta thuê tấn thì mình gán làm xiết xiết vậy đó. À, ví dụ như một tấn mía thì một mình gì chặt thì chặt bao lâu là xong? Có khi 2 ngày. 2 ngày là xong được 1 tấn mía. Ừ. 1 tấn mía thì chắc cũng hàng ngàn cây chứ ít vậy hả? Hàng ngàn cây. Dạ. Với cái đầu tay như thế này, với cái đầu chân như thế này mà chị Bảy trong vòng 2 ngày thôi chị Bảy có thể chặt là 1 tấn mía. Quá tuyệt vời, quá giỏi luôn á. Ngoài chặt mía ra thì chị còn làm được những công việc gì chị Bảy? À, thì măng cỏ thôi mà. Măng cỏ hả? Ừ. À, kính thưa các bạn, trước mặt các bạn là người con trai thứ 8 của bác Hai Cốt. À, từ sinh ra tay nghĩa đẻ ra như vậy nè. Có chị gì chưa lấy chồng chưa? Anh Tám ơi, hôm nay anh bao nhiêu tuổi rồi anh Tám? 34 tuổi. Anh công việc của anh là gì anh Tám? Làm ruộng. Làm ruộng, làm vườn hả? Dạ. Người chưa cũng có vợ rồi, con vợ bỏ. Cưới nhau được mấy năm thì thôi ạ? À. Chưa được 3 tháng. Ủa vì sao vậy, là chia tay sớm vậy anh? Tại vợ bỏ đi. À, vợ bỏ đi hả? Dạ. Bây giờ anh có muốn cưới thêm vợ không? Chưa. Chưa hả? Dạ. Hai người con gái út của bác Hai Cốt thì bình thường ạ? À? Bình thường. À dạ, cũng may mắn ha. Mà sao kỳ lạ cho ta? 7 người đầu thì có gì biệt như vậy, còn 2 người cuối thì lại không? Nếu mà duy truyền là duy truyền gì không biết, như cũng phải có này có nọ. Dạ. Tôi vợ không Hay Cốt. Dạ, bác Hay Cốt hiện nay con nghe nói là bác Hay Cốt đã mất rồi đúng không ạ? Mất rồi. Dạ. Con nghe nói là ngày xưa thì bác Hay Cốt cũng thiếu ngón tay, thiếu ngón chân đúng không ạ? Dạ. Rồi sau đó lại sinh ra con cháu cũng thiếu ngón tay, thiếu ngón chân. Bác có biết là ngày xưa vì sao ông xã mình lại có cái dị tật đó không? Đó là sinh ra là đã vậy rồi hay là sao ạ? Sinh ra nó vậy đó. Còn anh em của bác Hay Cốt thì có cái đặc điểm đó không ạ? Không, con nằm à. Một mình bác Hay Cốt là bị vậy thôi. Này là cháu ngoại, con nhỏ thứ 5. Đây là cháu ngoại của bác Hay Cốt. Con nhỏ thứ 5 đó đó. Vậy là giống mẹ đây đúng không ạ? Giống mẹ không. Cái tay thì lại thừa ngón. Không thiếu mà lại thừa. Ừ, con giò thì thiếu. À là giò thì lại thiếu. Trời ơi, tội quá, con gái ơi. Thì không có gì con gửi cho bác một chút quà ha. Wow. Nước cá ngon ha. Thầy đang nướng cá gì đây? Cá chia vàng. Chia vàng. Ừ. Cá chia vàng này là mình mua hay là mình bắt ạ? Mình bắt. Là nhà mình có ao hay sao? Bắt ở dưới đìa đi đặt lúa á. Nó nói bữa nay mùng 3, mà nó nói mùng 4, mùng 5 người ta. Ê, nằm mơ bên nhà nha. Ừ. Chắc sáng mình đi hết gà, mấy con muốn. Đây là chân của... của anh Út là con thứ 8 của bác Hai Cốt. Ngày cưới vợ về, thì đi cưới rồi về, rước dâu rồi về, vợ chồng cũng sống chung vậy đó một thời gian. Rồi thằng này chuyện, nó nói chuyện cũng bằng người ta. Ra đường thì nói chuyện con bằng phải ít nói quá, rồi nhỏ này chơi không lời lẽ đó. Rồi nó thấy cảm, nó đi chuyến rồi nó về rồi nó đi nữa. Chứ không có gì. Vậy là bây giờ là ly hôn luôn hả? Ừ. Đúng rồi, là ly là khó đi làm. Nghĩ chắc là giờ anh hiền quá. Hiền quá. Thằng này nó hiền. Kính thưa các bạn, thì hôm nay gia đình của bác Hai Cốt, cụ thể đây là chị Hai, chị Hai và chị Bảy sẽ đãi mình một cái món đặc sản của vùng đất chuột chiên cá chê vàng. Chuột chiên cá chê vàng nướng. Trời, món chuột xưa giờ em chưa ăn á chị ơi. Rồi làm thêm một cách bia nó mới về. Thôi. Wow, đặc sản nè các bạn. Chuột chiên đây. Cá chê vàng. Tép cố bánh tráng đúng không? Cái này không có bánh tráng mà. Có bánh tráng mà không có rau không. Đó. Anh, hồi xưa đó, là anh với chị là quen biết đến với nhau sao? Cũng 4-5 năm mới thành. Là tìm hiểu 4-5 năm mới thành. Dạ. Nào uống uống. Người thương rồi kêu cha mẹ qua coi cưới. Dạ.
Là anh là cũng người trong làng mình hay là sao ạ? Ở bên Bạc Liêu á. Bạc Liêu lá gai á. À anh là từ Bạc Liêu. Từ Bạc Liêu qua đây tán gái. Đi qua đây rồi không về luôn á. Hả? Đi qua đây là ở đây luôn không về luôn á. Đi qua đây rồi. Vì thấy gái đẹp quá về không nổi. À thấy chị đẹp quá về không nổi. Ở đó đâu có mập dữ gì. À. Tự nhiên nó mập vậy. Chắc là do vợ nuôi khéo quá đó anh. À vợ nuôi khéo. Hồi mà ban đầu quen chị á, thấy tay chân chị vậy là cái anh thấy lạ không? À, cũng lạ lắm. Dạ. Nói ra mình xuống mình ở gần vậy đó, mình nghi sợ ta cùi. Dạ. Mà rốt ruột rồi ở sớm ta nói có tật trong bụng mẹ ra. Dạ. Rồi mấy hai đứa mới tìm hiểu quen. Dạ. Rồi cưới luôn. Rồi mấy em ăn cơm nè. Rồi cưới luôn rồi sanh được hai đứa con cũng có tật vậy thôi nghỉ sanh luôn. Hai đứa được rồi còn nghĩ gì nữa đó, anh định làm mấy đứa? Cũng làm chục đứa đó chứ. Nước cơm này kìa. Dạ này, con nước cơm, dùng cơm gia đình chị bữa thôi. Chị Bảy ơi, ăn chị Bảy ơi. Ăn thêm quá ăn rồi mới qua. Tôi sao tôi thương chị Bảy không à? Chị Bảy đẹp. Đẹp, đẹp, đẹp nghe. Đẹp. Đẹp. Ủa trời, đi qua nhà tôi uống cơm đi. Rồi ăn cơm đi. Dạ dạ. Mình có phải hồi đó mình phải tập lâu mình mới cầm được đũa không chị? Thì cũng tập nha, từ nhỏ tới lớn mới biết chứ đâu có cầm liền mà lên biết đâu. Dạ. Đầu thì ăn muỗng. Ban đầu ăn muỗng. Ăn bóc chứ có được ăn muỗng đâu. Vậy là hảo gài vô đây tính người Việt không ạ? À? À, ủa là mình là dân tộc Miên hả? À em tưởng là người Kinh chứ. À danh hả? Tên của chị Năm đầy đủ là gì? Danh thì Mỹ. Các bạn thân mến, mình xin tạm ngưng video ở đây ạ. À, các bạn đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo trên kênh Độc Lạ Bình Dương. Xin cảm ơn các bạn.